Thưa quý vị, xâm hại tình dục trẻ em nói chung, cưỡng dâm, hiếp dâm trẻ em nói riêng đang là vấn đề nhức nhối xảy ra ở nhiều địa phương, được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, lên án, kiên quyết đấu tranh để loại trừ. Vụ án Vũ Xuân Viễn hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tưởng chừng đi vào ngõ cụt do đối tượng phạm tội kiên quyết chối tội. Chứng cứ vật chất không còn, các lời khai liên tục thay đổi, nhưng với sự quyết tâm của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Quảng Ninh đã xử lý nghiêm minh, thấu tình đạt lý, góp phần siết chặt kỷ cương, giữ gìn trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt là trẻ em. Là một tổ trưởng tổ dân phố, chủ một gia đình lớn, có đủ khả năng nhận thức và biết rõ hành vi xâm hại tình dục, nhất là đối với các bé gái chỉ bằng tuổi các cháu nội ngoại của mình, là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, là tội phạm trái với đạo đức xã hội. Thế nhưng, do không kiềm chế nổi dục vọng thấp hèn, nên giờ đây Vũ Xuân Viễn đang phải trả giá rất đắt với 13 năm tù cho hành vi mà mình gây ra. Khi tôi xác định là cái án tử của tôi ấy, thì tôi đã xác định được rõ ràng khi lên trại thì tôi đã được cán bộ giáo dục quán triệt, thì tôi đã cố gắng cải tạo, chấp hành mọi nội quy của trại đề ra. Sự việc được phát hiện từ thông tin mà chị bán hàng nước nghe được tại cổng trường về việc cháu Hát là học sinh của trường bị Vũ Xuân Viễn xâm hại tình dục. Tiếp nhận thông tin này, cô hiệu trưởng đã gặp trực tiếp cháu Hát để kiểm chứng và cháu Hát đã xác nhận. Sau đó cô hiệu trưởng thông báo cho mẹ cháu Hát biết để trình báo với cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hạ Long đã tiến hành xác minh, gặp các nhân chứng và tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật, đưa cháu Hát đi giám định pháp y. Cơ quan điều tra đã triệu tập vợ và con ông Viễn đến lấy lời khai. Kết quả lời khai ban đầu, vợ ông Viễn khai nhận sau khi thông tin về sự việc được lan truyền, bà có tra hỏi thì ông Viễn nói chỉ sờ soạng cháu Hát. Còn con gái ông Viễn thì khai có nghe ông Viễn nói là đã quan hệ tình dục với cháu Hát một lần và được sự đồng ý của cháu. Còn các lần khác ông chỉ sờ soạng lên người cháu Hát. Về phía mẹ cháu Hát cũng cung cấp thêm thông tin, sau khi sự việc bị phát giác, gia đình ông Viễn có đến thương lượng bồi thường 30 triệu đồng nhưng chị không chấp nhận. Gia đình chị đã ghi âm lại buổi thương lượng này. Căn cứ tài liệu đơn trình báo đã thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em và chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo thẩm quyền. Ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an Hạ Long nhận được tin báo của trường cũng như là của phía gia đình cháu, thì chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức lực lượng xác minh ghi lời khai của cháu và triệu tập đối tượng Vũ Xuân Viễn lên làm việc. Tuy nhiên là đối tượng Viễn đã bỏ trốn và vắng mặt tại gia đình và địa phương. Sau đó chúng tôi đã triệu tập làm việc đối với vợ và con gái của Viễn, mà tại cơ quan điều tra thì vợ và con gái của Viễn cũng xác nhận cái việc thông tin là đối tượng Viễn có nói về cái việc là nó có hành vi giao cấu với cháu bé nhiều lần. Và sau đó chúng tôi đã nhanh chóng tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường và đưa cháu bé đi giám định tổn hại về xâm hại về tình dục. Đồng thời chúng tôi đã thu thập các tài liệu chứng cứ có liên quan đến vụ việc. Nhận thấy việc khởi tố vụ án để điều tra là có căn cứ, tuy nhiên trong lời khai của cháu Hát và giữa lời khai của cháu Hát với các nhân chứng còn nhiều mâu thuẫn, nên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh làm rõ những mâu thuẫn này. Trong quá trình điều tra, thời gian đầu ông Viễn vắng mặt tại gia đình và địa phương. Đến ngày 14 tháng 6 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh mới triệu tập được ông Viễn đến để lấy lời khai. Trong suốt quá trình điều tra, ông Viễn không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Hát, đồng thời phủ nhận cả lời khai của vợ, con gái mình, cho rằng đó là sự bịa đặt vu khống. Tuy nhiên, quá trình xét hỏi và khám nghiệm hiện trường, cháu Hát đều khai báo bị ông Viễn ép quan hệ tình dục 4 lần. Sau mỗi lần ép, cháu Hát quan hệ tình dục xong, ông Viễn cho cháu tiền và dặn không được nói cho ai biết. Lời khai của cháu Hát phù hợp với các hiện trường nơi xảy ra vụ án và phù hợp với lời khai của các nhân chứng là bạn bè của cháu Hát, những người mà cháu đã từng tâm sự về việc bị ông Viễn xâm hại tình dục. Phù hợp với kết quả giám định pháp y cùng với các tài liệu chứng cứ thu thập được. Bản thân cháu Hát khi xảy ra sự việc chưa đủ 13 tuổi.
thì khi mà tiếp xúc đầu tiên ấy thì cháu bé rất là hoang mang lo sợ. Tuy nhiên là được sự động viên của những người đi cùng ấy thì cháu bé yên tâm hơn. Sau cái quá trình tiếp xúc vài lần ấy thì cháu bé cởi mở hơn và trình bày với luật sư tất cả những nội dung đã diễn ra. Căn cứ tin báo tố giác tội phạm và kết quả điều tra cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 14 tháng 5 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Xuân Viễn để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án do Công an thành phố Hạ Long chuyển lên, qua nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ, chúng tôi thấy đây là một vụ án hết sức phức tạp. Công tác thu thập tài liệu chứng cứ gặp nhiều khó khăn do vụ án xảy ra đã lâu, bị hại còn nhỏ tuổi, việc khai báo chưa rõ ràng. Chính vì thế, tôi đã trực tiếp cùng với kiểm sát viên đi thu thập tài liệu chứng cứ từ các nhân chứng. Qua đó, chúng tôi đã tiến hành đánh giá, tổng hợp các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ. Chính vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cùng thống nhất ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với đối tượng Vũ Xuân Viễn. Và sau khi có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan Điều tra đã thi hành lệnh bắt đối tượng Vũ Xuân Viễn để xử lý theo quy định pháp luật. Trong cái tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em ấy, nó có mấy khó. Thứ nhất là khó đầu tiên ấy, là thường nó xảy ra là gần như không có nhân chứng trong lúc kín. Cái thứ hai nữa là do cái tâm lý người Á Đông mình, người Việt Nam mình nói chung và người nói riêng, người Á Đông nói chung là thường người ta không muốn ở Mỹ cái việc này để giữ cho các cháu bé. Xác định đây là một việc rất là khó, nhưng có điều là cả cơ quan công an và viện kiểm sát điều tra, kiểm sát đều xác định là phải làm hết trách nhiệm và khách quan. Sau khi tiến hành thụ lý tố giác tội phạm thì hết thời hạn đó, sau quá trình điều tra xác minh thấy đủ căn cứ để xác định, đủ căn cứ để xử lý đối tượng này thì đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối tượng. Mặc dù đối tượng không nhận tội nhưng xác định dùng các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội, sau đó bắt tạm giam, tiếp tục tiến hành điều tra, truy tố, xét xử. Trong một quá trình như thế, đối tượng cũng không nhận tội. Nhận thấy đây là một vụ án phức tạp, đã nhiều lần phải đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra để thu thập chứng cứ. Trong khi việc thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn bởi thời gian xảy ra vụ án cũng khá lâu, chứng cứ vật chất cũng đã không còn nữa. Các lời khai của những người liên quan thì liên tục thay đổi. Bởi vậy, Phòng 2 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bám sát quá trình điều tra, đưa ra các yêu cầu sát với thực tế. Đặc biệt, dù thời điểm đó, Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực, nhưng ban lãnh đạo đơn vị đã triển khai và yêu cầu kiểm sát viên sử dụng những chứng cứ điện tử qua băng ghi âm về việc thương lượng giữa những người thân của gia đình ông Viễn và mẹ cháu Hát. Trên cơ sở kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Xuân Viễn về tội hiếp dâm trẻ em. Ngay sau khi được lãnh đạo viện tin tưởng phân công để nghiên cứu và kiểm sát điều tra vụ án, thì tôi cũng thấy rằng đây là một vụ án hết sức là phức tạp. Bởi vì là sự việc thì xảy ra chỉ có một cháu bé và đối tượng gây án thôi. Trong khi đó thì đối tượng kể cả từ khi tin báo cho đến lúc bị khởi tố bị can và kể cả xét xử sau này đều không nhận tội, liên tục là không nhận tội. Vì vậy là chúng tôi phải tiến hành thu thập chứng cứ, những chứng cứ khác để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. Thì với cái sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm sát viên và điều tra viên, với cái việc là đưa ra những cái yêu cầu điều tra hết sức là sát với cái diễn biến điều tra lúc đó, và đặc biệt là việc sử dụng các cái dữ liệu, những cái chứng cứ thu thập được trong vụ án, kể cả những cái dữ liệu về điện tử. Mặc dù lúc đấy Bộ Luật Tố tụng 2015 chưa có hiệu lực, tuy nhiên là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chúng tôi vẫn đã xác định và sử dụng cái chứng cứ này. Và với những cái sự quyết tâm của chúng tôi thì các cái chứng cứ để chứng minh tội phạm dần được hé lộ. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án Vũ Xuân Viễn hiếp dâm trẻ em. Tại phiên tòa này, cũng như trong suốt quá trình điều tra, bị cáo Vũ Xuân Viễn đều ngoan cố không nhận tội. Là người giữ quyền công tố tại phiên tòa,
cũng như trong suốt quá trình phối hợp với điều tra viên để truy tìm chứng cứ, kiểm sát viên đã đưa ra những bằng chứng, những căn cứ pháp luật để chứng minh hành vi phạm tội của Viễn. Kết quả, hội đồng xét xử đã thống nhất với quan điểm truy tố của viện kiểm sát, tuyên phạt Vũ Xuân Viễn mức án 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Một yếu tố quan trọng mà mang lại sự thành công của vụ án này, đó chính là sự kết hợp chặt chẽ giữa ba ngành công an, kiểm sát và tòa án. Chúng tôi phối hợp thống nhất về phương pháp đánh giá chứng cứ, phối hợp và kết hợp hài hòa giữa đấu tranh, giữa tố tụng tranh tụng và thẩm vấn. Đến nay vụ án thì đã được khép lại với một bản án nghiêm khắc, đúng người, đúng tội, lẽ phải và công bằng đã được đảm bảo, dư luận ở địa phương đồng tình, ủng hộ cao. Bằng cái nghiệp vụ ấy, thì tôi thấy là cái kiểm sát viên là đồng chí Đoa, cái phiên tòa này đấu tranh rất là kiên quyết, nhưng mà rất là khéo léo, rất là tế nhị, và lấy được một cái chứng cứ hết sức là quan trọng để buộc tội đối với cái bị cáo này. Và sau khi kết tội được cái bị cáo này và tuyên được cái mức án đúng người, đúng tội và cho một cái mức án phù hợp, thì tôi cho rằng là đấy là một cái thành quả. Cái vụ án này chúng tôi thấy là rất là phấn khởi, và đây là một trong những cái vụ việc mà chúng tôi thấy là rất là tâm đắc trong cái nghề nghiệp của mình. Viện kiểm sát trong quá trình tố tụng, tố tụng tại tòa ấy, viện kiểm sát đã đưa ra rất nhiều chứng cứ buộc tội rõ ràng, khách quan, mặc dù các chứng cứ vật chất để lại tại hiện trường không nhiều, tuy nhiên các lời khai của các nhân chứng có liên quan đã chứng minh rõ ràng hành vi phạm tội, và không chỉ phạm tội một lần mà phạm tội nhiều lần của bị cáo Viễn. Từ đó, như tôi đã nói là từ đó, mặc dù bị cáo Viễn không thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên với những chứng cứ khách quan tại tòa, đưa ra tại tòa, đưa ra và chứng minh tại tòa, thì hội đồng xét xử đã đầy đủ chứng cứ để kết tội bị cáo với 13 năm tù là tôi nhận định là hợp lý. Bằng tai mắt của quần chúng và những người có trách nhiệm là bạn bè thầy cô, cùng những người giám hộ, đặc biệt là tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm của cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Viện Kiểm sát Nhân dân Quảng Ninh, sự phối hợp chặt chẽ, ăn ý giữa kiểm sát viên với điều tra viên, cuối cùng hành vi phạm tội của Vũ Xuân Viễn đã bị phơi bày dưới ánh sáng pháp luật. Vụ án đã được khép lại với một bản án nghiêm khắc, đúng người, đúng tội, được dư luận ở địa phương đồng tình ủng hộ. Qua đó thể hiện sự kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và đối với tội xâm hại tình dục trẻ em nói riêng của các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội và chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chương trình Bảo vệ pháp luật của Truyền hình Kiểm sát Nhân dân kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.